Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Giỏi Luxury. Rất là vui vì được quay trở lại và chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi có một khách hàng đến tìm một chiếc đồng hồ sport, và anh ấy có nhìn thấy hai chiếc đồng hồ như các bạn nhìn thấy trên tay tôi đây. Một chiếc đồng hồ là chiếc Hublot Classic Fusion 42mm và một chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut phiên bản kỷ niệm năm 168G. Thì anh em có trao đổi và chia sẻ với nhau một chút về hai chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên là về phần mức giá thì anh ấy có rất là bất ngờ và thắc mắc về vấn đề là tại sao một chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5168G có mức giá gấp 10 lần các bạn ạ. Chiếc Hublot Classic Fusion này mặc dù là về ngoại hình chúng không có quá nhiều điểm khác nhau. Và trong video này thì tôi sẽ cùng các bạn khám phá và tìm hiểu lý do chiếc Patek 5168G này có mức giá gấp 10 lần chiếc đồng hồ Hublot 542 Classic Fusion đang trên tay tôi đây các bạn nhé. Đầu tiên thì hai chiếc đồng hồ này có dáng vỏ cũng như là màu sắc hay là ngoại hình khá là nhiều điểm tương đồng, với cái màu sắc chủ đạo đó là màu xanh navy, trên nền vỏ là sắc trắng. Sắc trắng ở đây là gì? Sắc trắng là chúng ta thường thấy ở trên những chiếc đồng hồ vỏ thép titan hay là vàng trắng hay là platinum đó. Có thể phủ nhận một điều với các bạn, đó là càng ngày thì tôi càng thấy rất là nhiều người chơi, người yêu thích đồng hồ tìm kiếm những chiếc đồng hồ với vỏ dạng thép hay vàng trắng hay platinum với mặt số màu xanh. Đến chính tôi cũng rất là thích những cái chiếc đồng hồ với lớp vỏ trắng thép này, vàng trắng này, với mặt xanh navy rất là đẹp mắt. Và kể cả chiếc đồng hồ tôi đang đeo cũng là sự kết hợp giữa trắng và xanh, hai chiếc đồng hồ này cũng vậy. Đó là lý do vì sao mà nó khác biệt so với khoảng 5 năm trước. Thường mọi người sẽ chọn vàng hồng, vàng vàng với mặt trắng hoặc là mặt đen. Bây giờ thời thế thay đổi, mọi thứ khác rất là nhiều. Tuy nhiên ở trong video này thì tôi sẽ đưa ra 4 lý do chính khiến cho chiếc Aquanaut 5168G này có cái giá ở ngoài Grey Market cao gấp 10 lần chiếc Hublot 42 xanh navy này. Thứ nhất, đầu tiên ấy, thì chúng ta phải đề cập đến đó chính là chất liệu. Đó, các bạn có thể khi mà cầm hai chiếc đồng hồ lên thì cái anh khách hàng của tôi mới thấy được rõ là một chiếc đồng hồ rất là nặng. Chiếc Patek rất là nặng, bởi vì sao? Bởi vì nó được làm hoàn toàn từ vàng trắng. Đó, vàng trắng 750. Còn chiếc Hublot 42 này thì sao? Nó được làm từ chất liệu titanium rất là nhẹ. Chất liệu titanium này thì được thường xuyên sử dụng cho cái công nghệ hàng không vũ trụ. Đó, đấy là lý do vì sao mà một trong những cái lý do chính khiến cho chiếc Patek nó có cái giá cao hơn khá là nhiều so với cái chiếc Hublot. Đó chính là, đầu tiên đó chính là chất liệu. Tiếp đến đó là thương hiệu. Hẳn như các bạn biết, Hublot là một thương hiệu mới, non trẻ, đương đại thôi, cũng chỉ khoảng tầm 30 năm tuổi. Tuy nhiên là Patek Philippe là một trong những cái thương hiệu đồng hồ lớn và giàu truyền thống nhất. Ngày nay thì Patek này, Vacheron này, Breguet này và Audemars tạo nên tứ trụ những cái thương hiệu đồng hồ truyền thống mà được đánh giá cao nhất ấy. Đấy, thì trong đấy thì Patek là một thương hiệu đồng hồ độc lập 200 năm tuổi. Đó, gần 200 năm tuổi, độc lập, thuộc về gia đình chị. Đó là cái lý do mà thương hiệu của Patek nó lớn hơn Hublot rất là nhiều. Đó, lý do thứ hai đó chính là thương hiệu. Lý do thứ ba là một lý do chúng ta không thể bỏ qua được. Đó chính là lý do về từng phiên bản. Chiếc Hublot này, đây là một phiên bản rất là phổ biến, thường xuyên được sản xuất, thường xuyên được bán ra, và nó không có cái gì quá đặc biệt cả. Nó là một phiên bản phổ thông. Đó. Còn chiếc Aquanaut 5168G này thì sao? Nó có câu chuyện các bạn ạ. Cái chiếc đồng hồ này nó là một phiên bản kỷ niệm 20 năm bộ sưu tập Aquanaut của Patek Philippe. Đó là lý do mà ngay từ lúc mới bán ra, chiếc đồng hồ này đã được săn đón rất là nhiều. Và cái giá retail price nó của chiếc đồng hồ này thấp hơn khá là nhiều so với cái giá ở ngoài thị trường bán và giao dịch. Và cuối cùng, cái lý do cuối cùng mà chúng ta phải đề cập đến đó chính là hoàn thiện. Hai chiếc đồng hồ này thì có cái độ hoàn thiện là nó khá là giống nhau, với vành bezel được chảy xước này, thân được đánh bóng, các tay càng đánh bóng. Nói chung là độ hoàn thiện thì Patek có nhỉnh hơn nhưng không nhiều. Tuy nhiên là về mặt số thì nó khác nhau khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mặt số của Patek chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được kim giờ, kim phút được làm từ vàng trắng phủ dạ quang.
các cọc số chỉ giờ này, phút này cũng được đều được làm rất là tỉ mỉ. Những cái cọc số của Patek Aquanaut này thì cũng được làm từ bằng trắng và phủ dạ quang. Đó, phần mặt số thì được làm theo cái kiểu như là hình trái đất đấy các bạn ạ. Đó, nhìn rất là bắt mắt. Kể cả là cái màu xanh ở trên mặt số của chiếc Aquanaut này cũng tôi đánh giá là cũng sâu lắng và nhìn trông nó xịn hơn cái chiếc Kimlo này. Ngoài ra một điểm nữa mà chúng ta dễ dàng nhận biết nhất khi nói về độ hoàn thiện đó chính là cỗ máy của hai chiếc đồng hồ này. Một chiếc sử dụng cái máy cơ bản Sellita, còn một chiếc đồng hồ là sở hữu cái cỗ máy 324 in-house của Patek với rotor bằng vàng, độ hoàn thiện rất là cao, với những cái khay cầu máy thì được trải xước vân sọc cốt Genève, những cái vân tròn collage vân vân ở rìa máy, hay là những cái chân kính khá được bài trí rất là đẹp. Đó là cái lý do thứ tư, đó chính là độ hoàn thiện về mặt số và cỗ máy đã ảnh hưởng đến một phần không nhỏ đến cái mức giá của chiếc đồng hồ này, của chiếc đồng hồ 5168 Aquanaut, gấp đến tận 10 lần so với chiếc Yublo. Có một vài khách hàng cảm nhận là nhìn trong chiếc Yublo này với cái dây da cá sấu ở mặt phía trên ấy, trông nó xịn sò hơn là chiếc Patek Aquanaut sử dụng cái dây nguyên cao su này các bạn. Tôi cũng đồng tình với cả vị khách hàng này. Đúng là nhìn qua thì nhìn trong chiếc Yublo này có cái phần dây cao su nhìn trông rất là sang. Đó, là khi chuyển sang cái dây tropical, dây cao su không này thì nhìn cái chiếc đồng hồ nó hơi mang tính chất phong trần, hơi thúc bút một chút các bạn. Vậy thì còn lý do gì nữa không các bạn nhỉ? Nếu như các bạn phát hiện ra thêm những cái lý do gì thì đừng ngần ngại hãy comment ở phía dưới video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.